xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2022 thứ hai đầu tuần thì mình xin chúc cho mọi người và gia đình luôn dồi dào sức khỏe nè năng lượng tràn đầy để sang tuần mới ngày mới mình làm việc cho nó có hiệu quả cao anh em nhé à, tiếp tục với lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì trong video này mình sẽ giới thiệu với lại anh em một cái mẫu hồ cá coi với tổng thể tích nước hồ chánh và lọc tầm cỡ khoảng hai khối anh em nhé hồ này của mình thì cách đây hơn 6 tháng mình đã chia sẻ lên kênh của mình rồi nhận được rất là nhiều cái phản hồi của anh em à, bữa giờ thì có rất là nhiều bạn nhắn tin với lại mình cho mình anh em nhờ mình một lần nữa review lại hồ cũng như là hệ thống lọc thì để đáp ứng cái yêu cầu của anh em thì ngày hôm nay mình đã được sự đồng ý của em riêng ở Quảng Ngãi á. thì mình mời mọi người cùng với là mình sẽ ghé nhà của em riêng mình tham quan lại cái mô hình hồ cá coi hai khối của Rin nè, à, cũng như là cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Rin đang vận hành. Để anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ à, đang chuẩn bị xây hồ thì mình có thể là tham khảo cái cách vận hành hệ thống lọc hồ của Rin luôn nha. À đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. À, nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Rin nè à, mọi người Hồ chánh và lọc của mình chiều dài là gần 3 mét nha anh em Chiều ngang của mình là 1 mét Và mực nước hiện tại bây giờ Rin đang để là 70 Thì mình tính ra tổng thể tích nước hồ chánh và lọc của Rin á Nó rơi vào tầm cỡ khoảng 2 khối nha anh em Trong đó là hồ chánh của mình là 1,5 khối Hệ thấm lọc của mình là 500 lít Ở nhà mọi người nếu mà ai đang chuẩn bị xây hồ á Mình chưa biết chia cái hệ thấm lọc với lại cái hồ chánh của mình như thế nào thì mọi người có thể là áp dụng ngay cái chỗ thông số hồ của rin nha có nghĩa là anh em canh ngay chỗ cái hệ thống lọc của mình đó thể tích nước nó bằng 1 phần ba hoặc là lớn hơn so với lại thể tích nước hồ chánh của mình là đạt yêu cầu nha cách chia này thì mình được một số anh em đi chơi trước á chia sẻ lại cho mình thì hôm nay thông qua hồ của rin á mình muốn nhắn gửi lại một lần nữa để mọi người ai đang chuẩn bị xây hồ á, thì mình có thể tham khảo nha trong hồ thì hiện tại riêng đang nuôi chính em cá nhật nha anh em Xa trung bình của mình là ngoài 30 hết rồi à, Mọi người thấy là cá nhật đó, rất là dạng người nha Nó ăn trên tay nhìn rất là dễ thương Một số ý kiến của anh em cho rằng là cá nhật của mình đó, nhanh thuần hơn Và nhanh dạng người hơn so với lại cá việc của mình à, Theo quan điểm cá nhân riêng của mình thì cũng rất là hợp lý thôi Tại vì hiện tại bây giờ mình đang nuôi cá việc thì mình biết Cái nết ăn của nó rất là hổn nha Có nghĩa là mỗi lần ăn nó dành, nó, nước nó tung tóe nó dăng trúng người Mình rất là khó chịu Không có ăn từ tốn giống như cá đồng hồ của riêng đâu anh em nhưng mà nói đi thì mình cũng phải nói lại Cá nhật hay là cá việc gì cũng vậy Muốn nó phát triển tốt Khỏe mạnh, nhanh dạng người hơn, nhanh thuần hơn Thì cái bộ lọc của mình phải xử lý nước tốt Để mình tạo cho cá một cái môi trường sống tốt anh em nhé sau khi mình tạo cho cá một cái môi trường sống tốt rồi, mình sẽ tiến hành quấn luyện cá để cho cá của mình nhanh dạng người hơn và nhanh thuần hơn anh em nha. À, ngày hôm nay thông qua video này cũng như thông qua hồ của Rin á thì Rin cũng có nhờ mình chia sẻ đến tất cả anh em xem được video này của mình một cái mẹo để giúp cho cá của mình luôn bơi trên mặt nước nó không có bị cái tình trạng là bơi dưới đáy anh em nhé tại vì cách đây cái thời gian hơn 6 tháng á, lúc mà hồ chưa đi vào ổn định thì Rin cũng hay sửa chữa hồ của mình á. cá đã bị nhát người nha anh em rồi sau khi lọc của mình tốt rồi thì Rin mới phát minh ra cái cách để mà huấn luyện cá của mình à, nó luôn bơi trên mặt nước nó luôn tìm thức ăn thì à, bây giờ mình cùng với lại anh em xem coi cái cách đó là cái cách gì Nó có dễ làm hay không Để mọi người ở nhà Thí dụ như cá của mình nó không có được dạng người nè Nó không có được lanh lẹ Thì anh em có thể áp dụng theo cái cách của Rin Biết đâu là tầm có khoảng một tuần hoặc là 10 ngày Thì cá của mình cũng sẽ được như cá của Rin anh em nhé Thì đây là cách mà Rin huấn luyện cá của mình dạng người sau một tuần nè anh em Rin chia sẻ với lại mình á Trước khi mà làm cái cách này Thì mình sẽ cho cá nó nhịn ăn tầm có khoảng 2-3 ngày nha sau đó là anh em chuẩn bị một cái túi lưới nè đó mình bỏ thức ăn vào anh em canh sao mà cái túi lưới này á cá nó lên nó rỉ thì ra một lần là từng viên nha đừng có ra nhiều quá thì nhiều khi cá nó ăn no nó sẽ làm biến bơi đó là mình cứ treo gần trên ngay chỗ mặt nước của mình nè thì con cá nó sẽ nghe được cái mùi thức ăn mà cứ hàng ngày như vậy nó sẽ quen rồi sau này khi mà anh em ra anh em chỉ cần cầm thức ăn trên tay giống như hồi nãy ngay chỗ đầu clip mà Rin cầm cho cá ăn á thì con cá nó quen cái mùi rồi đó nó sẽ tự động nó lên nó dành ăn trên tay của mình luôn đó thì đây là cái cách mà riêng huấn luyện cái đàn cá của mình sau đúng cả tầm khoảng một tuần thôi nha anh em tuy là nó đơn giản nhưng mà thực chất nếu mà mọi người không biết là anh em không có nghĩ ra cái cách này đâu thì mình nghĩ cái cách này của Rin làm cũng sẽ rất là hiệu quả nha ở nhà nếu mà mọi người anh em nào cá của mình nhát người á có thể là áp dụng theo cái cách của Rin mình làm thử biết đâu là cá của mình tầm có khoảng một tuần hoặc là 10 ngày nó sẽ dạng được giống như cá của Rin nha nhưng mà anh em nhớ trước khi làm cái cách này thì mình sẽ cho cá nó nhìn ăn tầm cỡ khoảng 3 ngày nha à thôi bây giờ mình sẽ nhờ Rin ha sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc để mình cùng với là anh em xem coi là hiện tại bây giờ Rin đang sắp xếp cái vật liệu lọc của mình như thế nào mà cái chất lượng nước của mình nó tốt được như vậy luôn anh em nha Hồ này thì Rin làm một hút đáy 60 và một hút mặt 42 nha anh em. Mình đi ống nổi nha mọi người. Sẽ kết nối qua ngăn đầu tiên của mình sẽ là ngăn lắng nè. Thì ngăn này thì Rin sử dụng là chổi, lưới lan và Zimax, mình trắng phân lại ngay chỗ này nha. Nước sẽ thông qua ngăn thứ hai, mình sẽ để là lưới lan, ngăn thứ ba là bơm. Bơm thì hiện tại bây giờ Rin đang sử dụng bơm 9000 lít/giờ, trên giờ. mình sẽ bơm lên ngay chỗ dàn baky của mình nước ngay chỗ dàn ba Kỳ sẽ trả về hồ mình cung cấp cái hàm lượng oxy và mình sẽ chia ra một cái đường để qua bên ngay chỗ cái vàng mình trồng dứa anh em cái dàn trồng dứa này thì ống của mình sẽ là ống 90 anh em nhé và trong những cái ống 90 này thì mình để thêm một ít giống như là siêu viên hoặc là nhâm thạch anh em trồng dứa để nó ra cái rễ đó nó vừa lọc nước và thải độc tố nước bên trong hồ của mình rất là tốt thì lọc này thì cách đây 6 tháng mình đã chia sẻ lên kênh của mình rồi à, sau 6 tháng khi mà trở lại thì à, riêng vẫn giữ nguyên cái hệ thống lọc của mình nhưng mà chất lượng nước nhìn anh em thấy rất là tốt nha cá rất là khỏe luôn thì ở đây mình xin tóm gọn là một lần nữa ngay chỗ cái thông số hồ của riêng để cho mọi người hình dung nha à, thứ nhất là hồ này của mình hồ chánh á, chiều dài là 2m2 nha anh em riêng đi ống nổi mình làm là một cái hút đáy của mình là 60 thì ngay cái chỗ mà hút đáy này nếu mà mọi người làm ống âm á thì mình cho anh em một cái lời khuyên đó là nên đi hai hút đáy nha nên đi hai hút đáy 60 hoặc là 49 gì đó có gì ví dụ như cái lực hút của nó yếu á anh em thu bên ngay chỗ ngăn lắng còn do hồ này thì riêng đi cái ống nổi anh em nên là bắt buộc là mình chỉ đi được một cái đường ống 60 thôi rồi mình sẽ chia thêm một cái đường nữa để mình làm hút mặt của mình là 42 thì cái hút đáy thì mình sẽ cho nó ra gần ngay chỗ giữa tâm hồ để mình làm cái luồng anh em xoáy để nó gom phân lại ngay chỗ đó. Còn cái hút mặt á, anh em đặt cái vị trí nào mà nó hút được cái bò của cái thác trả về hồ á, trong cái thời gian nhanh nhất thì đó là cái vị trí lý tưởng để mình đặt cái hút mặt của mình anh em nha. Nước sau khi nó sẽ cứ kết nó qua bên ngay chỗ cái ngăn đầu tiên của mình là ngăn lắng. Ngăn lắng hay như mọi người thấy là rin làm nó to hơn hai cái ngăn còn lại nha ngay chỗ này thì anh em sử dụng chậu quý nè lưới lan hoặc là di mát nói chung là những cái gì mà nó chặn phân lại được tốt nhất thì anh em để ngay chỗ cái ngăn này rồi nước của mình sẽ thông qua ngăn thứ hai ngăn thứ hai thì riêng để là lưới lan ngăn thứ ba là mình để bơm bơm kèm theo một cái đèn uv 30 w nha anh em tại do của hồ hồ của mình thì có ánh sáng nó chiếu vào nên là mình để cái đèn uv để nó ngăn chặn cái tình trạng tạo bơm thì riêng sử dụng cái bơm 9.000 lít trên giờ Tại vì mình đi chỉ có hút đáy 60 và hút mặt 42 thôi Nên là bắt buộc là mình sử dụng cái bơm chỉ có 9.000 lít trên giờ Nhiều khi mình xài những cái bơm ví dụ như 14.000 hoặc là 16.000 Thì cái nước có khả năng nó sẽ bị hụt nha Thì mọi người cần lưu ý nếu mà anh em đi ống âm Thì mình đi luôn cái ống nó to hoặc là hai hút đáy Để có gì mình thu mình ngăn lắng Sau này anh em có muốn tăng bơm thì nó cũng sẽ không có bị cái tình trạng hụt nước anh em nha à, Cái bơm 9.000 này thì mình sẽ cho lên nhờ Maki còn không thì anh em sẽ chia ra hai đường một đường thì lên dàn ba một đường thì mình sẽ cho ra làm luồng để nó tạo cái dòng chảy giúp cho cá bơi và nó gom phân lại ngay chỗ cái hút đáy của mình anh em nha thì đó là cái quá trình mà rin vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó anh em ngày hôm nay thì mình cùng với lại rin đã chia sẻ với lại mọi người một cái mẫu hồ cá coi với tổng thể tích nước hồ chánh mà lọc hai khối rất là đẹp anh em nha chất lượng nước rất là trong rất là tốt cái thứ hai nữa là cái hệ thống lọc hồ của riêng và cái thứ ba là cái cách mà riêng huấn luyện cá của mình nó dạng người nó bơi trên mặt nước sau tầm cỡ khoảng một tuần hoặc là 10 ngày thì nếu mà ở nhà anh em nào hiện tại bây giờ mình đang có ý định làm hồ thì có thể tham khảo cái mẫu hồ của riêng cái thứ hai nữa là nếu mà cá của anh em chưa được dạng lắm thì có thể là áp dụng cái cách mà riêng thực hành vào bên trong hồ của mình để giúp cho cá nó ngày càng dạng người hơn nhé thì à, thôi chắc có lẽ là mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em thì cũng đại diện cho bên kênh đó, Rin anh cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã chia sẻ hồ nè lọc cũng như là cái cách uống luyện cá lên cho mọi người cùng tham khảo à, đại diện cho mọi người thì anh xin chúc cho em và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe công việc của em làm ăn ngày càng tiến triển và phát đạt hơn nữa nha à, nếu như mọi người xem video anh em thấy những cái mình cũng như là Rin chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em mình có cái động lực làm những video kế tiếp nha. Một lần nữa thì mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.